quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chai rồi. Ngày mà ngày chứ. Anh ấy hốc phát cái tổ chai đấy là nó. Ông vừa nói với cháu Lực là đúng là như vậy cô bác. Sau này là ông về già không có sức khỏe nữa thì là em Hưng, bạn Hưng này bạn sẽ là người lo cho ông, đúng không? Thì bây giờ anh thì cũng chẳng có nhiều đâu. Anh biếu em là 30.000 thôi nhá. Lên lớp thì cũng có tiền để mà mua bánh mì ăn sáng đúng không bác? Ông nhìn thấy cái thớt này có thích không? Này, băm nó có bị sao này. Trời. Hay là nó dính luôn này, thấy không? Ui. Dính thớt đấy chứ đùa đâu. Tô chứ ở đây nào. Đấy, đây là cái phương thức mà làm thịt treo bếp này các bác này. Chắc là có khi cháu Lực cũng phải đi làm thịt treo bếp để cho nó để gửi cho các bác được ấy nhờ. Ê, ui, ông ở đây có tiền à? Ông xem là có bao nhiêu ấy? Điểm hơn. Chỗ này là đấy cháu Lực cho cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chào tới tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước và tất cả các khán giả trên kênh Bạn Em. Chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của một bác có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực đi mua một số đồ cho ông cụ của bác. Ông cụ mà sống một mình nhá các bác, chứ không phải là ông cụ mà bị bại liệt các bác nhá. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cháu Lực cũng có mua một ít đồ nữa. Hôm nay thì chắc là xuống thì phải một tầm được một tuần cháu Lực không xuống thăm ông cụ rồi các bác. Có vẻ như là hôm nay có vẻ nhìn vào nhà của ông thì rất là yên tĩnh các bác, không biết là có ở nhà không. Ui, cái gì rơi? À, cái đấy rơi. Hãy nhặt lên đi. Cái chân nó bị rơi. Mấy hôm nay có gió các bác, có xe lạnh một chút. Đến tầm buổi chiều thì gió thổi xe hơi xe lạnh một chút, gió mùa thu ấy. Ê, sao càng ngày sao càng đi càng rớt thế nhỉ? Vậy rớt cái nào thì bạn cameraman thì nhặt hộ ấy nhá. Mấy ngày nào xuống ngô còn bé tí, bây giờ ngô đã cao bằng người rồi cô bác ạ. Ui rắn này. Ui. Nhà chỗ nhà ông cụ này thì có một con rắn đấy cô bác, cháu Lực đã gặp mấy lần rồi đấy. Ôi. Cô ơi xích chó đi cô ơi. Phúc gì má vào ơi. Đây hôm nọ chính con chó này cắn cháu Lực này cô bác này. Bác đuổi đi. Bác Dung ở nhà bác không? Dạ. Bác Dung ơi. Ông Dung ơi, ông Dung có ở nhà bác không? Có chắc là nó ngủ rồi. Chắc là đi chưa? Cháu Lực đi vào nhà xem. Bác gọi cho xem con chó nhá. Qua vào cho xem đi. Tí nó chạy vào sau lưng nó. Cắn phát thì. Ôi thì đóng cửa rồi, chắc là ông đi đâu rồi ấy. Đây Dung ơi. Đây Dung à. Đây Dung ơi. Bác đi đâu theo rồi? Để đồ đây đã xong là đi xem ông là đi đâu rồi cô bác. Thế ông thì ở nhà thì rất là chịu khó đấy cô bác này. Đi lấy thêm được rất là nhiều củi. Có khi ông ở sắc sang bên kia chơi.
khi là cháu Lực phải cầm theo một cái cây này cô bác, để tí phòng trường hợp chó. Bác ơi, anh ấy dùng cái đây nọ. Ồ, ông thì chắc là đi sang bên kia để làm gì đấy cô bác. Đi xem ông có ở nhà, ông có xem có bắt gặp ông không. Ê, hôm nọ cháu Lực chính là bị con chó này cắn này cô bác này, cắn một vết thôi. Đây thì không phải là cháu Lực mà cầm cái cây để mà đi đánh chó đâu cô bác nhá, là tại vì cháu Lực cầm để đi theo phòng thôi. Không biết là chỗ này có phải ruộng nhà ông không mà không thấy trồng mà lúa. Chắc là do là không có nước đâu. Ủa. À. Bây giờ mai gì bạn à? Bây giờ mai lên. Chế phát cầu mai lên. Phát cầu này, phát cầu này lên. À. Ông này đi hái rau mộc tơi về cô bác. Bây giờ nó dễ kìa. Để thủ văn nó chắc khẻ chứ bây giờ. Chắc gì đâu. Ờ. Cháu Lực vừa mới hỏi ông là ngày hôm nay thì có khỏe không, ông thì bảo vẫn còn khỏe. Thì khá ra dê. Thì khá lên nữa chơi dê, nên tao mới tìm mà. Ừ, có tìm mà. Ừ, bán chắc khắp lán rồi nhỉ. Cái tin khắp lán bán đó không? Ủa, bảo phép không? Khắp lán, khắp bán đó bị tờ tiêu, tờ tiêu mất chiều nghỉ. Ủa, khắp bao đi, này. Chỉ liêng à, bán đấy dê à, bán à? Chỉ liêng bà. Nước 19 ra, bạn làm thức phớm hơn kìa. Nước 19 ra. Thế ông bảo đi hái cái rau đấy về để ăn cơm của bác. Rau này rau mục tơi ấy. Vì làng câu mai gì bà là xem nào. Làng câu mai này. Ồ. Này giờ nào gì bố. Cảm ơn đi bắn lắm nào đi à. Ồ. Chị chảy câu. Cái ruộng này là ruộng nhà ông này cô bác này. Ở bên kia thì đổ một chút thôi. Cháu Lực vừa mới hỏi ông là sao đổ, ông bảo là cái giọt khô ông mà đắm lên. À. Ông bảo là cái ruộng này là trước là mạ nó đã lên rồi cô bác. Nó đã lên rồi, thành ra là bây giờ mang ra đem cho trồng thì nó không được tốt cho lắm. Còn là cái phần ruộng mà nhiều nhiều của ông thì ở dưới kia sao cô bác? Phải nói là ông một mình sống trong một cái ngôi nhà mà nhỏ bé đó cô bác. Rất là may, nhà dưới kia là nhà em trai của ông ấy. Nhưng mà nhà em trai của ông thì cũng có một cái hoàn cảnh thì cũng chẳng có được khá giả gì cả cô bác ạ. Ôi này bóc bù xà khắt rồi mà gì? Ôi giời ơi, sơi rồi. Rơi cái chân kia rồi, đây chắc phải đi nhặt thôi. Cái cửa nhà ông thì rất là bé đâu cô bác. Chạy đi xuống cái nhặt cái kia đó. Bị rơi mất một chân cái chạm mát ấy. Một cái đó đây chứ. Dê cái nước 19 liêng rồi mấy. Ồ, bạn lên lán hóc phở cái nồi kìa. Bạn lán thứ phở mà. Cái này phải tao đang phay tao ủn 5 yêu dê à. Dê đang phay lán bao đấy. Dê đang phay lán bao hả? Hay vừa rồi cháu Lực xuống thì cũng có mua cho ông một bát phở. Ông thì bảo là vẫn chưa ăn đấy cô bác. Thì bây giờ cháu Lực sẽ nấu phở cho ông luôn. Cái phở này thì cái phở cháu Lực đã để riêng, nước đã để riêng cô bác nhé. Bây giờ chỉ cần việc là đun lại
cháu được lấy luôn đồ mới này. Chắc là bây giờ nói à. Dê bạn em, dê bạn em bác con nó. Bạn em dê bạn em sẽ lán lên lán hóc, lán hát cái này con nó. Đây bây giờ thì cháu được sẽ là qua về cái số đồ mà hôm nay cháu được đã mua là bao nhiêu đã. Rồi thì cháu được sẽ nấu cho ông ấy, cho ông ăn sau. Nữ hay nào mấy dê? Nữ hay nào ra? Ồ, dê nào thức này vậy kìa. Dê nào nó bỏ. Nữ hay nào mấy dê? Nữ à? Ừ. Nào ra? Ừ. Ông thì bảo là thịt là cũng hết rồi cô bác. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua số đồ mà hôm nay cháu Lực đã mua là hết bao nhiêu cô bác nhé. Đây nhà ông thì cũng chẳng có chạm bát đâu. Ăn lắng dê ạ, ngắn này chứ mấy? Này. Ăn gì ta? Ừ. Liệu ở đây bằng tuôn vào nó. Ừ. Hôm nay thì là ngày chợ của bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực bảo là hỏi ông bảo là có đi chợ không, nhưng mà ông bảo là ông không đi được với cô bác. Thành ra là sáng nay ông không có đi được với cháu Lực. Đây thì hôm nọ cháu Lực cũng đã lấy số điện thoại của em của ông rồi, và cháu Lực cũng đã điện rồi cô bác ạ. Đây, hôm nay thì cháu Lực mua những cái đồ này tới để cho ông. Cô bác ở đây thì cháu Lực có nhận được mấy khoản, có một bác thì có một chị thì có gửi cho cháu Lực, và cháu Lực mua là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái món đồ, 14 là thêm mà bát phở nữa. Thế ở đây thì là chị Trần Đào, chị Đào. Ở đây thì là chị Đào ở Biên Hòa, chị có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Và 1 triệu đồng đó thì cháu Lực, ông bảo chị bảo là mua một số đồ cho ông. Trước kia thì chị còn nhắn tin cho cháu Lực bảo là mua nệm cho ông, nhưng mà cháu Lực đã trích cái phần tiền của chị Trần Đối Giáng My ra rồi là để mua nệm cho ông rồi. Thì cái khoản đấy cháu Lực cũng có nói chuyện với chị rồi, và xin chị để mua thêm những cái đồ mà bát đúa cho ông cô bác. Này Lê Mi Giáo gửi em hơi dè chiếu. Ừ. Đấy Lê Vi gửi em hơi dè chiếu với vẹo, và tức gọi vẹo phạc thư để niệm nữa lên, điểm nữa lên làn phong thư hờ, dàn thư hờ lên làn ở bác thư cái này hơi dè đấy. Ừ. Đấy lùng cái này làn cái thiến dè cả nó mi rồi nọ. Ừ. Phấn cái miền tóc cháy ăn này kéo mi ăn mua cái miền tóc ăn chào này con sạp phác đấy. Ừ. Chị Trần Đào Biên Hòa, chị có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Và trong đó thì cháu Lực đã mua một cái chảo để ông xào thịt. Với lại xào thịt của bác là 120.000. Mua một cái nồi. Cái nồi này là cháu Lực mua là 100.000 của bác. Đấy, cái nồi này là 100.000. Chai rồi. Ngày chứ. Ăn này hốc phát hay tổ chai đấy à nó. Phát à. Đấy, và cháu Lực mua thớt. Cái thớt này có bác này cháu Lực cũng nhìn thấy ông cũng thớt, chả có thớt đâu. Cái thớt kia thì là thớt mà ông tự đục tự đéo đâu về thôi. Đấy, đây thì là thớt này thì là cũng là 100.000 của bác. Và mua bát ở đây là 50.000, và mua thêm một chai dầu rửa bát cho ông nữa. Mua thêm một cái rẻ rửa bát cho ông nữa là 5.000, và mua một cái chậu là 7.000 của bác. Cái chậu này thì bằng nhôm này cô bác này. Đấy, bằng nhôm thì là 70.000, bằng inox này cô bác. Và cháu Lực mua 2 kg thịt lợn cho ông, thì một tí nữa cháu Lực xé để làm mà thịt treo gác bếp cho ông. Đấy, tại vì nhà ông có tủ là 260.000 đồng, mỗi cân là 130 cô bác. Và cháu Lực mua 2 cái bát nhựa này để cho ông là để ông đựng cho cô bác. Là 10.000, mỗi cái là 5.000. Và mua một hộp đũa cho ông là 20.000 cô bác. Đây thì là có 20 đôi cô bác nhé. Và mua một chai dầu rửa bát là 30.000. Và mua một chai dầu ăn này cô bác này là 30.000 nốt. Và mua một cái gói xà phòng này thì là cũng 30.000. Và mua cho ông thêm một bát phở nữa là 20.000 cô bác. Đấy, tổng hết hôm nay cháu Lực mua là hết là 945.000.
Đó, 945.000. Ồ, đây là cháu của ông đúng không? Ừ. Ờ. Thế thì ra đây ngồi 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 đây anh Bảo. Ngồi đây anh Bảo. Hôm nay thì không đi học à? Dạ, hôm nay thì chủ nhật mà. Hôm nay chủ nhật à? Thế thì tối đi đi học đúng không? Mai mới đi à? Sáng mai mới đi à? Bữa ăn trúng. Thế đi đã, thế đi như này là đi bộ hay là đi xe máy? Đi bộ. Đi bộ thôi à? Ồ, nhà ở nhà thì không có xe máy đâu nhỉ? Ăn trúng thú sinh khăn. Ấy vừa rồi thì cháu Lực đang nói đến vấn đề rằng là mua tổng số đồ này là 945.000 các bác và còn dư là 55.000 đồng thì một tí cháu Lực sẽ đưa cho ông luôn các bác. Em là tên Hưng, em là Hưng à? Vâng. Em cũng tên là Hưng à? Vâng. Ồ. Ông thì mấy hôm nay có chuyện gì không? Không. Không à? Một mình ông tự nấu cơm tự ăn. Ông có hay đi xuống nhà em ăn cơm không? Có ạ. Có à, vẫn xuống nhà em ăn cơm à? Vâng. Ồ, chắc là một mình em, một mình ông buồn thì ông đi xuống nhà để ăn cơm. Ấy, thì ra đây anh Bảo, ra đây ngồi đây anh Bảo. Đấy. Ra đây ngồi anh. Em là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sắp được 15. Sắp được 15 à? Vâng. À, thế là cũng 14 tuổi à? Vâng. Ờ, à, năm nay 14 tuổi là đang học lớp 9 đúng không? Vâng. Thế năm sau hết lớp 9 còn đi học không? 9 lắm ạ. Không ạ. Không đi học à? Vâng. Là ở nhà à? Vâng. À, ở nhà thì có đi làm hay là đi làm gì? Đi làm. Đi làm á? Vâng. Học lớp 9 đã phải nghĩ là đi học, đi làm rồi cô bác. Cùng chị làm. Cùng chị á? Vâng. Chị thì được bao nhiêu tuổi? Chị có con rồi. À, chị là có cháu rồi đúng không? Vâng, bây giờ em có cháu rồi. À, thế là có cháu rồi đúng không? Vâng. À, lên chức cậu à? Vâng. Ờ, thế thì ông ấy có chuyện gì thì bảo với anh một chút nhá. Vâng. Đấy, thời gian này vẫn còn đang ở nhà đấy. À, anh thì vẫn điện cho bố em để hỏi về ông. Năm lắm. Ông là 95 rồi chứ. Đấy, đây là người, đây là cháu của ông bây giờ, cô bác. Là cháu ruột luôn các bác. Ờ, chắc chắn là sau này thì bạn này sẽ, em này sẽ là người lúc mà ông không có sức nữa thì em sẽ là người lo cho ông ấy sao các bác ạ. Đấy, theo cháu được hiểu như vậy. Lúc này lưu trứng trẻ em ấy. Ừ. Ờ, ông vừa nói với cháu Lực là đúng là như vậy các bác. Sau này là ông về già không có sức khỏe nữa thì là em Hưng, bạn Hưng này, bạn ấy sẽ là người lo cho ông, đúng không? Vâng. Bố có nói với như vậy với em không? Có. Ở nhà thì có một người con trai hay bao nhiêu người con trai? Một con trai. Một à? Vâng. Ồ, thế là sau này em phải lo cho cả bố và cả bác đúng không? Con út à. À. Thế chưa chị Năm à? Ừ. Em tôi bài lán gì chị nào? Đấy. À, lán cứ lấy đôi đồ này lên. Tức tổng tương lế lên mất là cầu bạc phí là Hà Thành. Lên nương mi Hà Thiếu Hà Thành lên lán ở ba răng rẻ ạ. Ừ. Đi học là một tuần là bố mẹ đưa cho được bao nhiêu tiền? Không đưa. Không đưa? Vâng. Thế lấy gì mà ăn sáng? Ăn từ nhà. Ăn từ nhà đi á? Vâng. Thế nhưng mà không ở trong đấy à? Không. Không ngủ trong đấy à? Không. À, thế là về à? Vâng. À, hôm nọ là em phụ anh giặt chăn đấy đúng không? Vâng. À, hôm nọ thì anh cũng đưa tiền cho bố thôi, bố có đưa lại không? Bố cầm luôn. Bố cầm luôn à? Vâng. À, là chú nghĩa là tiền đấy để cho bố cầm đúng không? À, 50 đây còn là dư là 55.000. Đây còn dư này 50. Đây cái nước này chờ chiên cái nước thứ vậy ạ. Yo. À thế mà thành bây giờ bao nhiêu không? Đấy. Còn Hưng đúng không? Hưng là mai đi học à. Thế thì bây giờ anh thì cũng chẳng có nhiều đâu. Anh biếu em là 30.000 thôi nhá. 30.000 mai đi học thì ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, kể với cháu rằng là đi học thì cũng không có. À, lên lớp thì cũng có tiền để mà mua bánh để ăn sáng đúng không bác? Thế như Hưng là ăn buổi sáng này ở nhà là ăn cái gì? Ăn cơm xào. Ăn cơm rang à? Vâng. Ăn cơm rang xong là đi học à? Vâng. Từ đây đến trường thì mất tầm bao nhiêu tiếng? Tầm 30 phút rồi. 30 phút rồi à? Vâng. 30 phút lên dốc đúng không? Vâng. Đấy, 30 phút là lên dốc của bác. Sáng này phải dậy từ mấy giờ? 6 giờ mới dậy. 6 giờ dậy à? Vâng. Là 7 giờ học đúng không? Vâng. Nếu mà đến mùa đông thì đi sớm hơn chứ. Vâng. Ờ. Thế thì anh thì bây giờ cũng lên xuống chia sẻ ông ấy thì là cũng có được một số cô bác giúp ấy thì
ông có chuyện gì thì bảo với anh nhé. Đấy, bảo bố điện cho anh nhé. Vâng. Đấy, đừng đừng có giấu anh nhé. À, nay vừa giúp tôi rồi. Nay éo làm tôi hợi gì em. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói tiếng Nùng cho ông nghe là tổng hết số tiền là mua hết bao nhiêu và còn dư bao nhiêu. Dư 55 ngàn thì cháu Lực cũng đã đưa cho ông rồi cô bác nhé. Bây giờ thì một tí nữa thịt đấy tàu vang hốc khiến được xả ra rồi nó. Ừ. Tàu vang phân cứ là liệu vang tốt bảo hiểm đấy nó. Ừ. Đấy, và cái thịt thịt lợn đấy cô bác thì cháu Lực mua là thịt lợn đen, thì một tí nữa cháu Lực xé là ướp hạt dổi với lại ớt ướp hạt dổi với lại muối với lại muối trắng ấy, để mà làm mà thịt treo các bếp cho cô bác nhé. Đấy, ở đây thì cho cháu Lực xin được phép là quảng cáo cái hạt dổi của cháu Lực thu mua được ở trên chợ phiên một chút nữa cô bác. Đấy, đây là một lạng hạt dổi mà cháu Lực thu mua được về này cô bác này. Đấy, cái hạt dổi này thì để ướp thịt với lại ướp thịt cá để nướng rất là thơm. Dê thèn hồn quá không nhá. Hóa gì? Đây mặc cam ngan à? Khui mặc cái gì? Nhìn chờ người nó lắm rồi. Chớ này. Đấy, ông thì cũng biết cô bác ạ, biết tiếng Nùng thôi. Còn là một tí nữa thì cái này sẽ được sẽ làm cho ông sau. Bây giờ thì bạn ấy dê đang phay là nó. Ừ. Bây giờ thì cho ông đun nước một chút. Hãy Hưng. Yeah. Em hộ anh là nhóm bếp đi nhá. Nhóm bếp đi. Hãy cho Hưng hộ cháu Lực nhóm bếp lên một chút cô bác. Nhóm bếp rồi gì ạ? Xong là một tí đi rửa nữa. Hôm nay thì ở nhà có làm gì không hả Hưng? Không làm gì đâu à? Ờ. Nay xà phòng có dèo này à? Ừ. Sao nó lúc hả? Ừ. Mô đây rồi, nó lắng nó dèo. Rồi. Ừ. Nửa lắm đó. Xà phòng đến mai. Đang đồ này đi rửa đâu các bác ạ. Bố mẹ đâu rồi Hưng? Bố mẹ ở nhà. Gia đình của Hưng ấy cô bác thì cũng không có khá giả gì đâu cô bác ạ. Cũng là một cái cậu bé mà bơ thả này lắm. Bơ thả không phải không ạ? Ôi giời. Ô cô cần nhà cái ở mà hư nào hả? Bạn này ạ, tôi khám ăn vàng chay. Xem ra tôi khám ăn vàng chay. Đấy, bạn này lấy hóc phở ở đây chính vô. Bây giờ thì nấu phở cho ông đã cô bác ạ. Dê cả lâu vào đây chín phở á nhỉ? Dê cả lâu vào đây chín phở á, đưa mấy? Đưa luôn. Đưa á? Ừ. Ôi, ông này bảo với cháu Lực là không ăn phở từ rất là lâu rồi. Hộ anh đun này nhá. Bây giờ thì cháu được xé lắp cái kệ này cho cái bát để bát cho ông đã. Gieo đi khá là nộ. Ây, sao lấy bên kia bên này lại ra thế? Rất là chặt. Nay giờ ăn không? Ăn xin tén đó nhỉ? Ăn cái tay đứng rồi, thế lâu. Ông vừa hỏi với cháu Lực là cái này là cái gì, cháu bảo cái thất.
còn có ông ấy lỗ cái diêm tắc bị yếu nữa, láng bị yếu nữa. Cô chính lọc sao phong lớn và sư thì đáng với lễ thì đáng một khắp ủa một khắp ra một khắp xà phòng tắm rồi ông vừa bảo với cháu Lực rằng là cái xà phòng tắm đấy cô bác ông bảo cháu Lực mua xuống cho ông thì ông bảo là tắm không người không ngứa à rất là vui cô bác ông này cảm thấy là rất là vui cô bác đây hứa của mang là dễ nổ lắp xong cho ông cô bác ạ. Cái bộ tóc tôi làm nó. Bộ tóc này thì bộ tóc phải luôn đợi đến đây là do làm về mẹ là của. Chèn một tí từ túi bóng vào cô bác nó mới không có bị lỏng ấy. Bạn này dẹp tóc cá bạn này à? Bạn này phải tóc cá. Ồ, đi phải tới nó hôn mà dấu Lực vừa hỏi ông rằng là hôm nay ông đi đâu làm gì cô bác? Ông bảo là đi đi lấy củi về. Chân thì chèn một lớp cái túi bóng vào để cho nó chắc cô bác ạ, nó tốt lên rồi thế nọ. Tốt lên rồi nọ. À. Bạn bỏ đây cho. Đúng ăn tông này ở cái vật tụ. Ừ nhỉ. Tại mấy cái này chứ mấy này. Ông bạn cầu tốt thì ở lên chung ăn bạn mà nữa. Ừ. Cái bát cũ của ông thì chắc là dọn hết vào cất để cho ông chứ cô bác. Bát cũ thì ông cũng dùng từ rất là lâu rồi. Mẹ ở bao giờ hồi nào thế ạ? Ừ. Bé khăn. Tụ. Này nấu. Ừ. Mấy ở cái lẩu mấy mà chồng này thấy người ạ. Ừ. Dễ sẽ làm được mét người đang tôm ăn. Thế dẻo lên rồi. Ừ. Này. Ai bây giờ nó thì là tươn rùa mà bao nhiêu dễ mà nổ rùa à đi tới đây cái bát này thì lấy tráng qua là được rồi cô bác tráng qua để cho bụi nó không còn là được rồi. Thôi chưa Hương ơi, nó đây sôi chưa? Hả? Sôi chưa? Chưa sôi à? Sôi thì hộ anh lấy cái bát đổ phở nhá. Hả? Bát đây. Đây. Ở đây thì phở với lại nước thì cháu Lực đã tách ra riêng rồi. Chỉ cần bây giờ chỉ cần đổ vào là cho ông ăn là được rồi. Sôi đúng không? Sôi lấy ra đây cho ông ăn. Đấy, xong em đổ vào đây cho anh nhá. Em ăn cùng ông không? Không à? Sáng đi chợ à? À. Đấy bây giờ đổ vào đây nhá, đổ vào đây. Đổ vào đây cho ông. Bắn lắm ạ, bắn lắm. Đấy, bắn lên che chín phở đấy.
Một tạt hơi tạt nhá. Này gì à? Bắt tốt này còn ạ. Con tao 39 cho gì à? Này, chín này gì? Ông ba. Cứ mất tự yếu chứ vừa. Thôi ông ba. Cứ chết rồi đấy. Cứ chết rồi đấy. Cứ này chứ. Đúng không? Dê chín mà, cứ mất tốt chín mà dê kìa. Đấy, cháu đi vừa mới ăn cơm xong, vừa mới ăn xong rồi. Ông ấy có vẻ là các cháu ngồi nhìn hơi ngại một chút cô bác. Đấy, chín mà dê. Ông thì chưa ăn cơm đâu cô bác ạ. Bây giờ thì đợi ông ăn xong thì cháu Đức sẽ ướp thịt cho ông và để treo lên các bếp như hôm nọ đấy cô bác. Qua cái thước phim này thì cháu Đức cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Đào, chị ở bên Hòa đã gửi cho ông số tiền để cho ông đi mua được những cái đồ này về để ông dùng cô bác. Thực sự ra thì trong nhà ông thì chẳng có đồ gì giá trị cả cô bác ạ. Phở ông thì bảo là phở là lâu lắm ông chưa được ăn rồi. Hôm nay thì ăn bữa đầu. Nhưng nó bán cứa chứ? Bán ổn bán lắm tí chứ. Ổn bán tí ra. Ngon lắm nó hơi này nha. Này. Đấy, hôm nay cho ông dùng toàn đồ mới luôn các bác. Bây giờ thì lúc mà ông đang ăn thì cháu Đức sẽ rửa trắng mấy cái bát mà để hết bụi ra. Cháu của ông ấy các bác. Đấy, ông thì bây giờ đang ăn phở thì cháu Đức sẽ pha thịt cho ông một chút để ướp các bác. Anh rửa quái thất này nữa. Anh rửa quái thất này nữa. Rửa mặt dưới, mặt bên dưới đấy. Này, anh bỏ nước đi thôi nhá. Xong là anh rửa thịt này. Chảo thì một tí sẽ để ông là rang thịt cho bác. Ông thì có vẻ là nhìn ăn rất là ngon các bác ạ. Bạn này dê chỉ cho bỏ lán ướp đấy hơi dê. Cứ tốt. Đấy, bỏ nước vào đây xong là rửa cho anh nhá. Mà không sao mà thôi. Sao đây có sao kiếm ơi. Đấy, còn đây trên tay cháu Lực đang cầm là gói mà hạt dồi. Cháu Lực đi thu mua ở chợ, ở trên cái chợ phim này cô bác này. Đấy, vậy nếu mà muốn cho nó cực kỳ mà thơm thì bây giờ cháu Đức sẽ là hơ con lở một chút cô bác để cho nó thơm. Đấy, trước tiên mà đi vào hơ con lở thì bây giờ thì cháu Đức sẽ rang con lửa một chút cô bác để cho nó thơm. Có cô bác nào mà muốn quan tâm tới hạt dổi mắc khén ở trên vùng cao thì có thể là điện thoại cho cháu Lực qua cái số mà màn hình thì cháu Lực sẽ gửi được những cái gói hạt dổi mà rất là thơm các bác. Và hiện tại thì trên kênh của cháu Lực thì cũng có thêm là mật ong khoái này và mật ong rừng, thêm mà mật ong bạc hà nữa. Những công dụng mật ong như mật ong khoái, mật ong rừng, mật ong bạc hà có những công dụng gì thì cô bác điện cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ tư vấn cho cô bác kỹ hơn. Pha một chút thịt này, một chút thịt thì mình chỉ cần nướng tầm là độ 5-6 hạt là được rồi. Đấy, đây thì tí để lại cho ông rồi thì để lại cho ông rồi lúc nào mà cháu được xuống thì mình sẽ lại pha thịt cho ông bác. Hưng à, rửa xong thịt chưa? Thì ông thì ăn rất là ngon bác. Rang thịt cho anh đúng không? Đây, cứ để đấy cho anh nhá. Một tí cứ để đấy cho anh nhá. Đây là hơi qua để cho nó nở ấy các bác. Xong là đập. Đây. Đấy, trộn muối vào cho anh nhá.
Đây chỉ cần hơ qua lửa một chút là nó được rồi cô bác. Mình hơ qua lửa như này thì để làm sao mà để lại cho nó giòn, mình đập cho nó dễ cô bác. À kia có rồi, không phải đâu. Cái cây cú vẫn còn kìa. Cây cú nó vẫn còn đấy thôi. Đấy, thịt lợn này là thịt lợn đen của các bác này. Thái ra một miếng mỏng mỏng cho nó vừa vừa. Vừa rồi em để muối vào cho anh đúng không? Hôm nào xuống phải mua cho ông thêm một con dao nữa. Vừa rồi xuống thì cũng quên mất cô bác ạ. Phải thật sự ra mà đi vào chợ ấy, có lúc mà mình chưa vào thì mình nhớ là mua được mua đồ này đồ này, nhưng mà đến lúc vào chợ thì lại quên mất, hay quên. Ra là rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Thế chị gái của Hưng là đi công việc gì? Rửa mặt. Hả? Rửa mặt. Rửa mặt à? À, đi làm ở gội à? À, làm ở tận đâu? Hà Nội. À. Đây, làm miếng nhỏ nhỏ vừa vừa phải thôi cô bác. Đây, thịt thì phải là thịt ba chỉ thì mình làm thì mới ngon được cô bác. Một chút mỡ này, một chút nạc này, sau một chút mỡ, một chút nạc này. Nó có những cái nó phải xe, nó phải so le nhau ấy. Và mỗi lần mà cháu Lực pha thịt đấy cô bác thì cháu Lực không có đeo bao tay cả, nên là rất là mong các bà các chú, cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực ở cái khoản này. Tại vì là trên vùng cao này hầu như là nấu thức ăn ấy, nấu cơm ấy thì không ai dùng đến cái bao tay cả. Thì sống ở đâu thì âu ở đấy thôi cô bác. Chứ giờ mà làm quá thì người ta lại nhìn vào nó là ô. Đấy, những cái tí nặng ní mớ mớ này để mà làm thịt treo bếp này. Xong là nó lúc nào mà xoăn vào để thái ra xào với lại một chút. Một chút quả thì nó ăn là nó gọi là nhất nhất nách luôn cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực sẽ mua nhiều hơn một chút cô bác nhé. Đây có ông nhìn thấy cái thớt này có thích không? Này băm nó có bị sao này? Dài. Nếu mà như cái thớt dưới này của ông là băm như này là không được con này. Đây là nó dính luôn này, thấy không? Ui, dính thớt đấy chứ đùa đâu. Tôi chứ ở đây nào. Thất này thì ông bập thoải mái nhá. Thất này thì hay thầm thoải mái chứ. Cái ăn chút dai. Đấy. Và này liệu vào chút hạt dê là chín hạt rồi chứ mấy. Đấy. Đấy bây giờ thì sẽ đập một chút hạt dổi này các bác này. Đấy để pha với thịt thì nó sẽ rất là thơm. Mà nó còn thú cơ. Chai. Thú mà nó. Đây ông bảo là hôm nay có bát mới này, đũa mới này, rất là vui. À từ hôm nay đứng bộ tú cần đây chứ. Ừ, tiếp tục hắn đây này. Chưa chín già ta. Ừ. Ông thì vừa ăn phở xong rồi các bác. Tâm mà đê hứ, đê chỉ hứ ra một chín phở à? Vô hả? Bay vào đây. Bay vào đây á? À, ông thì bảo là lâu lắm ăn phở rồi là đi không được đấy các bác. Băm cho nó nhỏ ra là vừa là được rồi. Cho thêm một chút muối vào nữa là xong cái quả mà thịt treo cho ông ấy. Treo có bếp. Hưng lấy cái cây kia cho anh Hưng ơi. Rất là thơm ấy.
trái cây đây cho anh. Có khi là khi là phải đi chặt thêm cây à? Hưng đi kiếm cho anh thêm một cây Hưng ơi. Cái thịt lợn đen của bác nhá. Bác tìm tới rồi. Đây là đây mà ý nhỉ bác. Ông thì ở nhà một mình ấy cô bác, thành ra là những cái đồ đạc mà ông cũng chẳng có nhiều đâu. Ông sắp xếp rất là gọn gàng. Như cô bác nhìn, cô bác tóm được từng đá ghi hình vào những cái lúc mà cái giường của ông ấy, ông ấy sắp xếp rất là gọn gàng. Ôi Hưng ơi, không cần nó đâu em ơi. Không cần đâu, được rồi. Đấy, bây giờ thì xong cái chỗ mà thịt treo các bếp cho ông của bác nhé. Đấy. Tốt tài rẻ này à? Tốt tài xả đấy mấy. Nó khởi của nó mới tốt được không? Đấy, rất là thơm của bác. Đấy, nó nhanh hẳn. Đấy, đây là cái phương thức mà làm thịt treo các bếp rồi của bác này. Chắc là có khi chỗ Đức cũng phải đi làm thịt treo các bếp để cho nó... để gửi cho các bác được ấy nhờ. Về thì xem có thêm thời gian để cháu sẽ nghiên cứu làm cái món này. Thực sự ra là để mà làm thịt treo các bếp thì cũng chẳng có gì mà khó khăn cả. Ở đây thì hầu như là cháu được nhìn thấy là chỉ có ướp mắc khén này, hạt dổi này, cộng thêm một chút muối trắng ấy thì là được rồi. Đấy, mang về mà mình xào, mình tới thêm một chút nước mắm nữa, xào phi với hành thì ăn thì có nhức nách đúng không bác? Có chín lắm rồi. Đây. Đây, làm hộ ông làm xong thì ông lại rót nước chè để cho uống rồi các bác. Giờ đang phay tới chứ không? Ừ. Đây. Ôi, giờ khâu đứng dưới này giờ nào? Ừ. Gạo của ông thì vẫn còn nhiều này các bác này, thì cháu Lực không phải mua, đây còn là một túi của cháu Lực mua ra, một túi của bạn Trình mua ra thì vẫn còn. Đấy, như vào cái chỗ giường ngủ của ông bác này, ông sắp xếp là rất là gọn gàng các bác. Nê ủn đấy rồi dê nổ. Phát tung dê trong sữa hầm đó. Vô, phát tung chẳng hầm hàng lại. Xin mà còn hầm. Ông bảo là cái chăn mà chăn ấm ấy thì còn mùa này đắp rất là nóng, cho nên là ông bảo là đắp cái chăn mỏng này đã. Bây giờ thì đằng sau thì ông cũng chẳng có bị rột nữa, rất là yên tâm các bác. Chín lắm rồi. Ok. Qua cái thước phim này cháu Lực cũng xin được gửi lời chúc tới chị Trần Đỗ Giáng My nói riêng, chúc chị và gia đình là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì chị đã luôn luôn đồng hành cùng bản em rất nhiều. Đấy, chị nói gì? Lúc nữa này em tổng dễ chỉ văn à? Điều mưa thước đôi này. Mưa thước à? Ừ. Điều... Ủa mưa thước đây văn nó thước đôi như thế này à? Ừ. Thước con tàu à? Chỉ găm. Thì này thì ông bảo là một mình ông ăn được gần tuần của bác. Đấy, làm như này thì ông sẽ ăn được lâu hơn. Nó sẽ thơm nữa các bác. Hãy thử văn lên, hồi một khớp dè hồi mới mặc hiểm mặc găm tốt à? Ừ. Ấy, ôi, ông ở đây có tiền à? Ông xem là có bao nhiêu ấy? Điểm ơi. Chỗ này là này, cháu đừng cho cô bác. Nó xin bạc ăn xin nào mấy? Xin nào mấy? Bố xin nào? Bố hơi được xin đấy. Thì, tổng bán nó, cô phải tạo mắc bãi mà, ông ấy mắc bãi có vài nào. Ồ, mắc bãi á? Ừ, mắc bãi. Giờ thứ thiệt thương bãi á? Ừ. Ồ, ông bảo là cái tiền hôm nọ cháu được đưa cho 100.000 nữa cô bác. Ông còn vẫn còn chưa tiêu đến đâu, ông bảo là để dành mấy nữa đi mua cuốc. Cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi, bảo là cái cuốc này không phải dành đâu, mấy nữa cháu Lực sẽ mua cho ông. Ông thứ mặc bài ấy, ông phải học cả ngày. Lù, mặc bài chúng đâu mà
bắt lấy hên ăn rồi. Dây cái này bố sao mà bài cả rồi mà đấy. Nhưng mà tôi thiệt, khóc một bắn. Ông này hôm nay rất là mừng các bác. Đấy, ông thì không biết diễn tả như nào. Lúc mà dê văn này, lão mi giáo phạc chiên mà thứ đấy đồ này lên vui của vui à? Vui. Vui là. Thì ông bảo hôm nay nhận được thêm những phần những món quà này thì ông rất là vui. Này lên mi giáo rủ biến hòa rồi. Đi đâu à chị đào này, là đến đâu chị đào rủ biến hòa ta đi gửi trên mà làm chiếu. Đi thứ đấy đồ này dê đấy. Hay làng các răng thèn dê đi dân các bộ vi sinh tiền răng thèn càng làm chút chút rồi nhé. Anh phải làm sinh tiền lấy chai hay dùng mà. Sinh tiền mà tôi hay dùng là sinh tiền nè. Ừ. Ông thì cũng bảo là cảm ơn chị Trần, cảm ơn chị Đào Biên Hòa rất là nhiều. Ông thì không biết nói tiếng Kinh với cô bác, thành ra là chia sẻ ông gửi những lời cảm ơn bằng tiếng Kinh thì ông không nói được. Ông chỉ nhắn nhủ với cháu Lực rằng là bằng tiếng Nùng để cháu Lực nói lại bằng tiếng Kinh thôi. Ông bảo là chúc chị cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị đã gửi những cái số tiền, những cái phần quà như vậy để cho ông. Chứ bây giờ để mà ông mua thì ông không có mua được đâu. Hay còn cái thức phim này chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.